Em mong một người bạn gái nói chung là sống rất đơn giản thôi, không có lè lẹt gì cả, ví dụ không sơn móng tay, không có nhiều. Nói chung là bạn ấy thích một cái mẫu người trái ngược lại với chị Tường á. Rồi thưa quý vị, và bây giờ Tường đã ngồi đây rồi, kế bên đã là một bạn trai đang còn che mặt, không biết có đẹp trai hay không nhỉ, nhưng mà nhìn nửa mặt thấy cũng được đó. Bạn tên gì, nói nhỏ nghe cái coi. Dạ em tên Tuyên. Tuyên đang ngồi á, trước mặt Tuyên là một trái tim nha, một cái cánh cửa tình yêu nhưng đang được đóng lại. Bây giờ chị Tường sẽ ra ngoài mời cô bạn gái mà ngày hôm nay có duyên để hẹn hò với Tuyên vào đây, hai bạn sẽ có ít phút trò chuyện với nhau. Tuyên đợi một chút xíu nha. Dạ rồi. Rồi bây giờ hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi, hai bạn có thể tháo mặt nạ ra. Đó, đảm bảo là nãy giờ chưa ai thấy ai hết nha. Rồi chào chào Tuyên, bây giờ Tuyên giới thiệu lớn lên để cho bạn gái bên đây nghe. Rồi ưu tiên bạn. Xin chào chị Tường cùng bạn gái. Hôm nay là Tuyên rất vui được tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi Tuyên quê ở đâu? Dạ Tuyên xin giới thiệu, Tuyên là quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Năm nay là bao nhiêu tuổi? Tuyên năm nay 37 tuổi. Chà, 37 tuổi mà trẻ dữ. Được, trẻ. Mình vào đây lâu chưa Tuyên? Đang làm công việc gì? Dạ, em vô đây cũng được 15 năm rồi. 15 năm. Hiện tại em làm bên ngành kinh doanh bất động sản. Rồi, tới phiên em giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, bạn nam cùng ăn trưa hôm nay và các bạn đang xem trên kênh YouTube MCV Media. Rồi. Em tên là Kim Phụng, em sinh năm 88. Hiện tại em đang công tác cho một chi nhánh ngân hàng Agribank. Và bộ phận hiện tại đó là em đang làm tín dụng. Quê em ở đâu? Em là người ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn, và Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, mình nói một chút xíu qua những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bạn gái nghe. Ưu điểm của Tuyên thì vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng. Nói chung sống hết mình vì những gì mình cảm thấy là phù hợp và đáng làm. Còn nhược điểm thì Tuyên cũng hơi nóng tính, và thì giọng nói cũng hơi khó nghe. Em thấy nãy giờ khó nghe không? Nghe được chưa? Dạ nghe được ạ. Nghe được rồi, nói chậm lại xíu là được. Có cái tật xấu gì không? Thì nói chung em chỉ có là hơi cũng hơi nóng tính, hơi cầm nhầm chút xíu thôi. Còn em, em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em đó là hơi ngủ nhiều một chút với lại hơi lười một chút ạ. Hơi ngủ nhiều, hơi lười. Nhưng mà em thấy những cái điều đó hình như là những người thông minh. Những người thông minh đúng không? Phải không? À dạ chắc cô ấy thông minh. Chắc chị cũng vậy. Thôi mình nói vậy lúc mình rảnh rỗi thì mình muốn được như vậy, chứ còn khi có công việc thì mình làm hết mình đúng không? Rồi tình trường. Tình trường em có một mối tình cách đây một năm ạ. Với lại bạn trai cũng quen nhau qua mai mối ạ. Tụi em đã đính hôn rồi, nhưng mà lúc mà tiến đến hôn nhân thì có một vài trục trặc, cho nên là hai bên đã hủy ạ. Hủy luôn à? Là mình đã chia tay được bao lâu rồi em? Dạ một năm. Em có thể cho biết cái nguyên nhân chính? Nguyên nhân chính đó là tại vì khi yêu em nghĩ là một cái gì đó nó màu hồng hơn. Rồi đến khi mà hôn nhân thì có nhiều vấn đề phải giải quyết hơn. Thì lúc đó hai người đã không có những cái tiếng nói chung, cho nên là em quyết định. Nhưng mà trước khi đi đến cái quyết định mà đính hôn với nhau thì hai bạn tìm hiểu nhau trong thời gian bao lâu? Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau cũng khoảng mấy tháng. Chắc là có lẽ hơi bị vội quá đúng không? Hơi nhanh. Nhưng mà thật ra đó cũng là một cái để mình rút kinh nghiệm, để cho cái lần sau thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Cố gắng chúc em may mắn lần sau, cũng có thể là lần này nè. Chắc lần này. Chắc lần này. Thế còn Tuyên? Dạ em chia sẻ, em nói chung là cũng có trải qua ba mối tình. Ba mối tình. Dạ, đầu tiên thì thời học sinh sinh viên á, cũng quen nhau một thời gian nhưng mà cũng không tới đâu. Thôi thời đó bỏ đi, cái mới nhất sau này nè, cái thì, là sau đó. Mối tình cuối cùng sau này thì tụi em cũng quen nhau được 3 năm. 3 năm. Dạ. Thì bạn ấy sinh năm 89, quê ở Cà Mau. Cà Mau luôn. Dạ đúng rồi, cái thời điểm đó thì em cũng hai người cũng tính đến, nhưng mà do vì cái vùng miền mọi thứ á, rồi hai gia đình nói chung là cũng có nhiều cái sự bất đồng, không đến thống nhất được với nhau. Thì sau đó bạn của em mình là đi du học ở Nhật. Đi du học xong là mình chia tay luôn hay là vẫn còn liên lạc? Dạ chia tay luôn ạ. Thế bây giờ tụi em muốn tìm một cái người bạn trai mình là người như thế nào? Em chỉ mong muốn một người bình thường thôi, nhưng mà biết chăm lo cho bạn gái của mình, hoặc là có trách nhiệm với gia đình. Tiền bạc hay là những cái vật chất hay là những cái phù phiếm thì có thể sẽ ra đi, nhưng mà em mong rằng chân thành thì ở lại. Em mong muốn điều gì ở người bạn đời của mình trong tương lai?
Thực chất thì em mong một người bạn gái, nói chung là sống rất đơn giản thôi, không có lè lẹt gì cả, ví dụ không sơn móng tay, không có đó là em nói thật, em mong muốn như vậy. Thì cái sở thích của mọi người thì nó cũng khác nhau, cũng thích là người đó cũng có một làn da trắng, rồi làm ở công sở văn phòng. Nói chung là bạn ấy thích một cái mẫu người trái ngược lại với chị Tường á. À, chị thấy em phù hợp rồi đó. Em cho chị mượn tấm hình của em coi. Em diễn tả cái mẫu người bạn gái của em về ngoại hình em muốn như thế nào. Em mong muốn thì nói chung là chiều cao khoảng tầm 1m55 trở xuống, tóc dài, khuôn mặt nói chung đúng tay xoan, không có mập quá. Đây, em hãy tìm cô gái ấy trong số những người này. Thật chứ. Em muốn tìm người bạn trai sao? Hơi mạnh mẽ với lại nam tính, lại chỉnh chu một chút. Trời ơi, cái gì mới mốt lửa hình dài người thôi, cái gì một nùi vậy, làm sao mà nhận ra ha. Đây, xin mời em hãy tìm người yêu của em ở trong mộng. Người ta nói mà, ở trên đường đời nó tới vạn nẻo đường. Hãy tìm đi em. Nói chung em thấy trong hình này thì em ấn tượng người này. Em rất ấn tượng người này. Người nào? Người này là người ôm hoa. Em ấn tượng người nào em? Em không ấn tượng được chị ơi, nhiều quá, nguyên một tốt luôn. Thôi bây giờ vậy, để cho đối phương dễ dàng nhận diện hơn nữa, mỗi người hãy nói 3 từ về bản thân mình để cho bên kia có thể nhận ra. Em cắt tóc ngắn. Rồi gì nữa? Mặc áo màu sẫm đen. Cắt tóc ngắn, áo sẫm đen, cái nữa. Vậy là đủ rồi đó. Hai cái vậy thôi hả? Rõ hết rồi. Em cho ảnh gợi ý lại cho anh tìm cái em về em coi. 3 từ để gợi ý về em cho anh tìm em coi. À, có mắt kiến ạ. Mắt kiến rồi gì nữa? Em không nhớ tấm hình đó lắm, nhưng mà em thấy giống mọi người lắm. Nói chung là em tìm đi em. Chỉ biết cô ấy có đeo mắt kiến thôi. Vậy là đúng người lúc nãy rồi đó. À, đúng người lúc nãy rồi hả? Tự tin quá. Được rồi, em đã đoán đúng. Bên đây hả? Tìm chưa? Tìm ra chưa? Thôi em đoán đại. Đâu? Đấy hả? Dạ. Gần đúng. Thôi được rồi, bây giờ muốn biết đúng hay sai, có thể chúng ta sẽ mở tấm rèm tình yêu này ra để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Rồi hai bạn hãy tự kiểm tra lại nhé. Bây giờ mọi người cứ tạm thời giữ cái hình của đối phương đi. Và bây giờ vài phút quan trọng, các bạn hãy xem cái linh cảm của mình nãy giờ có đúng hay sai. Ồ, chào bạn. Dạ, chào anh ạ. Nhìn lại hình đi hai bạn ơi. Dạ, mém đúng ạ. Mém đúng. Em sai lắm luôn đó. Sai chứ gì nữa. Còn nghe bà đeo kiếng mà. Có ai đâu. Phải không? Ừ. Ủa, em có đeo kiếng hả? Hình như lúc đó em thấy kiếng đó. Cô tổng lao vậy sợ. Trời ơi, trời. Thôi, hai bạn chào hỏi nhau đi, chào hỏi nhau vài câu đi nè. Nói chung hôm nay tôi rất vui được tham gia chương trình và được trực tiếp với bạn mà mình mong muốn tìm kiếm bấy lâu nay á. Thì hôm nay mình thấy bạn nói chung là rất ấn tượng, mình cảm thấy cái mẫu người mình cũng rất là thích. Chị sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nha. Đây, bây giờ chị sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ. Bây giờ trong đây trên tay chị là cầm một cái sắp bài, ở trên này là có mỗi một cái tờ cái lá bài, như vậy có một cái yêu cầu trên đó. Bây giờ bạn nào bóc trúng không có được, tại vì cái quy định nó vậy rồi. Đưa tay qua đi em. Dạ hả? Thôi cảm ơn, nói chúng ta là hãy hôn tay người đối diện, đưa xa ra để cổ khỏi mất công của chồm. À, tức là em phải đưa tay qua cho cổ. Em đưa tay qua cho bà đúng không? Bà bạn phải hôn tay em, cho nên là em phải đưa dài ra. Em ơi, anh đưa tay rồi. Hay chị. Ủa, đại nãy nó có chơi có chịu mà tôi đâu biết đâu. Không hay đổi hồn thì không sao. Không được, không có được. Quy định như vậy rồi. Đưa cái tay sẽ đen xì lì qua. Anh vậy cho em bắt tay đi. Em bắt tay là em sẽ cảm nhận. Không có được. Phải hôn. Chơi có chịu đi. Cọ cọ vô có lông đợi vô râu cũng nhột dữ nữa. Cảm nhận như thế nào? Tay rất là
rám nắng và mạnh mẽ. Thích không? Em cũng chịu. Em cũng chịu. Thôi như vậy được rồi. Bây giờ là hẹn hò ăn trưa mà, cho nên phải ăn đúng không? Bây giờ Tường đã có order sẵn đồ ăn cho mọi người rồi. Hôm nay là Tường có gọi, tại vì mình ở đây quán cà phê, cho nên là để tiện lợi cho những cặp đôi yêu nhau mà nhanh lẹ, ăn xong mình đi coi phim luôn, lên rạp Cinebox coi phim luôn. Chị sẽ gọi thức ăn nhanh ở quán Mr. Steak ở ngoài 119 để thám gọi đến đây rồi. Bây giờ chị đem lên cho các em ăn. Ăn xong rồi mình trải nghiệm món ăn nó như thế nào, rồi mình sẽ tiếp tục trò chuyện. Rồi, và đây trên mặt hai bạn là món ăn có tên gọi là cơm bò sốt cay Hàn Quốc. Đó, của món Mr. Stick. Cái món này là cái món Tường khoái khẩu nhất đó. Mọi người có thể gọi số điện thoại là 028 627 54069. Chỉ cần 15 phút sau đồ ăn sẽ đến tận nơi để cho chúng ta ăn. Thưởng thức đi em. Mời em đi em. Dạ em mời anh. Thôi thì bây giờ ta sẽ đi ra ngoài. Tường sẽ cho hai bạn 15 phút ngồi ăn và trò chuyện với nhau nha. Tạm biệt ha. Một chút xíu quay trở lại. Cái khẩu vị của em ăn, em thường ăn theo hình thức là ngọt hay là vừa hay là mặn em? Em ở trong miền Nam cho nên là ăn những cái món ăn thì dễ ăn thôi ạ. Là cái món nào thì em cũng ăn được ạ. Nhưng mà hình như là anh là ở miền Trung đúng không ạ? Đúng rồi. Miền Trung thì em thấy là hình như là thích mặn hay ngọt ạ? Hình như thích mặn đúng không? Đúng rồi, thích mặn hơn. Nhưng mà anh thì nói chung ăn uống thì dễ ăn thôi. Mình vừa ăn vừa nói chuyện đấy, không sao đâu. Nói chung là trao đổi mình. Nói chung hôm nay thấy tham gia chương trình này á, thấy vừa ăn ở đây cũng nhận cũng thấy ngạc nhiên. Thật sự ngạc nhiên thiệt luôn á. Dạ. Anh có câu gì hỏi em không? Thật chất thì anh cũng muốn thấy cái phong thái của em có cái tướng nó tốt á. Nói chung sau này rất tốt phía sau, anh thấy như vậy đó. Cái tướng người á, không cái tính cách, cái nói chung mọi người thì mọi phương trời do giờ gặp nhau, nói chung là cái sự đồng điều nói như thế nào cũng chưa biết được. Thật chất mà nói, anh làm bên bất động sản hả? Là nó là công ty hay là... Để anh có công ty à. Để nói anh làm nói chung cũng về dịch vụ chủ yếu, rồi các tìm các quỹ đất cho các nhà đầu tư phát triển dự án á. Thì em cũng làm bên mảng đó, thì mai mốt có gì mà em cần tư vấn về đất đai hay gì em có thể liên hệ với anh không? Ok, rất vui được làm quen như vậy đó. Hợp tác. Dạ. Còn vậy thì hiện tại bây giờ em ở thành phố hay là đi làm rồi về đến đấy? Em đi làm là em đi bằng xe buýt. Em cứ đi đến chỗ làm xong rồi chiều thì đi về. Ủa sắp Tết rồi anh có về nhà không? Anh thì có đặt vé rồi. Thế không? Ừ, đặt vé cách đây hơn một tháng. Nếu mà gặp em sớm chắc anh không đặt vé rồi. Hoặc đặt thêm vé đúng không? Mời em về quê Hà Tĩnh, miền Trung đi chơi cái Tết biết nè. Nếu em không kịp. Vậy Tết này em đi luôn được không? Ok em. Trân trọng mời luôn. Xong rồi. Sao rồi, ngon không? Dạ. Hồi đó giờ ăn món này lần nào chưa? Dạ lần đầu tiên á. Cay không? Cũng không cay lắm. Nhưng không mà cay hơi, lắm. Hơi ngọt một xíu. Hơi ngọt. Dạ. Còn em thấy mùi vị như thế nào? Em thấy cũng dễ ăn, với lại em thích món bò. Thích bò à? Cái bò nó mềm mềm, nó thơm, nó ngon đúng không? Tôi nhắc bạn một điều quan trọng luôn á. Bạn còn quên một điều quan trọng lắm luôn á, ráng nhớ lại coi. Nhớ nhưng mà giờ lỡ rồi chắc. Lỡ rồi thì cũng phải làm chứ. Tặng đi. Hoa luôn thế. Mày xin đẹp chị. Trời ơi, còn chờ đợi gì nữa. Anh tới tham gia chương trình thì nói chung có món quà tặng nha. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em luôn khỏe mạnh và thành công trong lĩnh vực công việc. Dạ em cũng cảm ơn anh. Em cũng rất là vui khi mà được gặp một người bạn như anh, với lại mà cùng một cái ngành nghề nữa. Anh cũng có thể hỗ trợ em sau này nữa. Thì em dạ. Chưa có cho bắt nắm gì đâu, về chỗ đi. Tôi chưa có cho nắm gì đâu. Mà nắm hồi nãy kêu hung tay thì không chịu hung, bây giờ tràn qua nắm tay. Không phải đúng lắm. Ví dụ mà em thấy đồng ý thì em muốn tìm hiểu bao lâu thì em mới tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là chắc khoảng 1 năm ạ. Khoảng 1 năm. Em thì thấy như thế nào? Em thì em quan điểm là khoảng tầm 3 tháng được rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là hai người đều phải trải lòng, tức là phải chia sẻ thật sự á, chân thành. Chị sẽ cho em một cái ưu tiên, cho em bóc một lá bài lại, em đồng ý không? Lần này hên xui mới rủi nha, bóc cái gì phải làm cái nấy nha. Ok, mời em. Đỏ nha chị. Rồi đỏ đi cho nó hên. Đọc lên, lớn lên. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào.
Ví dụ như em chụp hình đó, em làm gì cho nó đẹp, cho nó dễ thương, hoặc là em nhõng nhẽo gì đó với ảnh thử coi. Anh thấy em vậy là được rồi, ok, tuyệt vời em. Tuyệt vời em hả? Rồi, ok, thôi bây giờ tôi nghĩ là cũng đủ thời gian để mà trò chuyện rồi. Bây giờ chốt lại, mỗi người có thể nói với nhau một câu để tỏ tình hay để thể hiện cảm xúc của mình, hay nói lên suy nghĩ của mình, hoặc có thể hát, đọc thơ hay là một cái món quà gì đó tặng cho đối phương trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Thực chất thì em cũng thích âm nhạc nhưng mà em ít khi mà hát hò lắm. Vậy thì em nói. Anh cũng rất là vui và gặp được một người bạn gái như em. Thật sự là anh cũng rất là hài lòng. Và anh cũng hy vọng rằng là chúng ta có những cái kết nối về sau này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Theo quan điểm của anh á, thì để đi đến được một tình yêu á, đầu tiên là phải có cảm xúc. Mà anh thật ra anh vẫn có cảm xúc với em. Thật sự nói. Em gái muốn nói gì với ảnh không? Ảnh không hát được, vậy để em hát. Rồi. Mời em. Em sẽ hát hai câu thôi ạ. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không xoa phai nhòa. Có cái bài hay đấy em, nội dung của anh. Có hiểu được nội dung của câu hát không? Tự nhiên là anh cảm giác là em một người con gái nói chung cũng chịu một cái số cái cảm xúc rất là lớn. Trong một nơi thì nói chung là hy vọng là em sẽ sớm giải thoát cái vấn đề đó để tiếp tục một cái vấn đề mới. Rồi, chúc mừng hai bạn, vậy là quá đủ rồi ha. Bây giờ tôi muốn hai bạn hãy nhắm mắt lại, đặt tay vào nút bấm. Thì Tường đếm từ 1 đến 3, các bạn hãy đưa ra quyết định của mình. Nếu các bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau, hai người sẽ cùng nhắm tay nhau ra về. Nếu như các bạn không bấm nút hẹn hò với nhau cũng không sao, hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Hai bạn vẫn sẽ có cơ hội lần sau, vì các bạn sẽ được tặng một cái voucher để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò offline để tìm kiếm một nửa của mình. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai bạn, đứng lên thôi. Nào, bây giờ qua đây. Bây giờ mới được chính thức nắm tay nhau nha. Quà tặng dành cho hai bạn khi đã bấm nút hẹn hò với nhau, đó là một cái vé xem phim tại Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng hai bạn. Ăn no rồi, bây giờ chúng ta có thể lên tầng trên để xem phim. Những bộ phim rất hay và rất lãng mạn. Cảm ơn chị. Rồi, chúc mừng hai bạn. Và tất cả các bạn ơi, các bạn nào đang còn muốn tìm một nửa của mình thì hãy nhanh tay đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa quý vị nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.